câu hò ca vang
lời mẹ ru từ lúc hàng dừa xanh thương nhiều chiếc áo bà ba tay nắng gánh lúa lúc tan chờ chiều bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước dài sương đêm trăng rằm soi lúa âm thanh rằm ra gạo cháy trôi đẹp lắm quê hương thôn trăm tuyệt vời câu hát thay lời tình quê ngọt bùi dù xa xôi nhớ ngày trong nôi nghe tình quê hương gọi mãi trong côi lam chiều tình quê dạt dào à ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu ví dụ những con đò bên hàng dừa chiếc áo bà ba vai nằm gánh lúa lúc tan chờ chiều bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước dài sương đêm trăng rằm soi lúa âm thanh rầm ra gạo cháy trôi đẹp lắm quê hương thôn trăm tuyệt vời câu hát thay lời tình quê ngọt bùi dù xa xôi nhớ ngày trong nôi nghe tình quê hương gọi mãi trong đời dù xa xôi nhớ ngày trong nôi nghe tình quê hương gọi mãi. Nót lá nghiêng tre quê hương
đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ trên đường. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, trước xin trân trọng kính điều khách quý, kính thưa bà con nhân dân, thực hiện quyết định số 2996 ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Căn cứ nghị quyết và chương trình công tác tháng 11 của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Long, hôm nay tại đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thiệu long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trước khi bước vào nội dung chính của buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Chào cờ! Chào! Ban quản lý và danh thắng tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa đồng chí Lê Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thiệu Long. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Ngày 1996,
UD, UV, NG về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đền thờ Bình Vương Dương Tam Ca, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi tiếp nhận quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Long đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành liên quan và chi nhánh dòng tộc Hòa Dương thôn Thành Đạt thực hiện các bước chuẩn bị để đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hôm nay được sự thống nhất của Phòng Văn hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Long long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa đền thờ Bình Vương Dương Tam Ca. Về dự và chỉ đạo buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu cố đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Đỗ Thế Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Ngô Thị Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Lê Xuân Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, các đồng chí trong ban lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng Di sản, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Thanh Hóa, của các đồng chí đại diện các ban thuộc huyện ủy, các phòng ban thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Thiệu Hóa, của các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Long, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Long, đại diện các ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội của xã Thiệu Long. Về dự với buổi lễ còn có các đại biểu đại diện cho ban liên lạc Hội đồng Hương xã Thiệu Long tại thành phố Thanh Hóa, các đồng chí Lập, cô em của xã Thiệu Long đang làm việc và công tác tại thành phố Thanh Hóa. Về dự với buổi lễ còn có đại diện dòng tộc Hòa Dương Việt Nam gồm đại tá Dương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng dòng tộc Hòa Dương Việt Nam, tiến sĩ Dương Tử Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dòng tộc Hòa Dương Việt Nam, luật sư Dương Xuân Thiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng dòng tộc Việt Nam, và cụ Dương Văn Thiều, cố vấn Hội đồng dòng tộc Hòa Dương Việt Nam. Về dự còn có đại diện các chi nhánh Hòa Dương của các tỉnh, của các địa phương, các doanh nhân là người Hòa Dương Việt Nam, của các đại diện lãnh đạo xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, của các đồng chí là bí thư các chi bộ, hiệu trưởng các nhà trường trong xã, trưởng trạm y tế, các đồng chí là trưởng thôn trong toàn xã và đông đảo bà con lối xóm Hòa Dương thôn Thành Đạt xã Thiệu Long, các con cháu dâu rể thôn Thành Đạt xã Thiệu Long về dự với buổi lễ hôm nay. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đại biểu, các vị khách quý đã bớt chút thời gian và ngọc đến chỉ đạo và dự buổi lễ hôm nay. Xin đề nghị. Thông qua buổi lễ hôm nay, chúng ta tiếp tục khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về việc ghi nhận dấu ấn của lịch sử và tôn vinh những người có công với dân với nước. Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời tích cực giáo dục truyền thống yêu quê hương, yêu đất nước, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền bối đã có công lao đóng góp trong quá trình dựng nước và giữ nước. Từ đó tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, có trách nhiệm tôn tạo và bảo vệ các giá trị di sản văn hóa ở địa phương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, cùng nhau để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền thờ Bình Vương Dương Tam Ca. Xin trân trọng cảm ơn. Nguyễn Ngọc Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Long lên đọc tóm tắt lịch sử Bình Vương Dương Tam Kha. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Lãnh đạo Chủ tịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho thường vụ huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, kính thưa tất cả các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng toàn thể dòng tộc Hòa Dương và toàn thể nhân dân. Theo sự phân công, tôi xin được đọc tóm tắt tiểu sử di tích đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha. Đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha nằm trên địa bàn thôn Thành Đạt, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tên làng Thanh Đạt cho đến nay được thay đổi 3 lần. Lần thứ nhất
đặt tên là Lỗ Mau Khu, lần thứ hai đặt tên là Mau Tháp, lần thứ ba đặt lại là Thành Đạt và làng Thành Đạt cho đến ngày hôm nay. Về địa lý, về phía Tây giáp thôn Minh Đức, về phía Bắc giáp thôn Phú Lai, về phía Đông giáp thôn Khánh Hồ, xã Tiểu Duy, về phía Nam giáp thôn Ngọc Tỉnh, xã Tiểu Phú. Về ruộng đất, làng có diện tích tự nhiên 70 ha. Về dân cư, khi mới khai trang lập ấp, làng có khoảng từ 12 đến 22 hộ. Đến nay có 215 hộ với 650 nhân khẩu, trong đó có 15 hộ là họ Thiều, họ Đặng và họ Phạm. Còn lại 200 hộ là họ Dương. Về Bình Vương Dương Tam Kha là con trai của Dương Đình Nghệ, một hào trưởng giàu có nhiều thế lực ở vùng Châu Ái, Thanh Hóa. Mùa thu năm 923, khi vua Nam Hán tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, Dương Đình Nghệ vốn là tướng của họ Khúc, lại nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều hào trưởng ở các vùng và nhân dân cả nước, đã đứng ra tập hợp lực lượng xây dựng vùng đất Thiệu Dương Thanh Hóa thành căn cứ kháng chiến. Năm 931, với sự giúp sức của Ngô Quyền, Dương Tam Kha, Đinh Công Trứ, Phạm Cử Lượng, Dương Đình Nghệ kéo đại quân đánh chiếm thành Đại La, Hà Nội, tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược Nam Hán. Sau khi đánh đuổi xong quân Nam Hán ra khỏi bờ cõi, Dương Đình Nghệ tự xưng là tiết độ sứ, bước vào xây dựng chính quyền tự chủ. Sự nghiệp của người cha Dương Đình Nghệ đã có ảnh hưởng rất lớn, đó chính là mạch nguồn nuôi dưỡng tài năng của Dương Tam Kha. Ngay từ buổi đầu, Dương Tam Kha đã cùng cha dựng nghiệp lớn, xây dựng chính quyền tự chủ cho dân tộc. Sau đó ông cùng cha đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Giữa lúc công cuộc kháng chiến kiến thiết đất nước của hai cha con họ Dương đang diễn ra hết sức tốt đẹp, thì tháng 3 năm Đinh Dậu 937, Dương Đình Nghệ bị một tướng của ông là Kiều Công Tiễn giết hại để đoạt quyền. Việc làm bạo ngược trái với đạo lý của Kiều Công Tiễn đã khiến nhân dân cả nước hết sức bất bình. Một số tướng lính cũ của Dương Đình Nghệ mà tiêu biểu là Ngô Quyền, con rể của Dương Đình Nghệ, cai quản ở vùng Ái Châu, Thanh Hóa, được sự ủng hộ của các hào trưởng và nhân dân địa phương, đã quyết tâm tiêu diệt Kiều Công Tiễn với mong muốn trả thù cho cha và lấy lại nghiệp lớn. Dương Tam Kha đã tập hợp lực lượng phối hợp với Ngô Quyền trước khí thế mạnh mẽ của quân Ngô Quyền và Dương Tam Kha. Kiều Công Tiễn vô cùng khiếp sợ, đã chạy sang nước Nam Hán cầu viện. Tiếp lấy thời cơ, vua Nam Hán phong cho con trai là Thái tử Hoàng Thao làm Tĩnh Hải tiết độ sứ, chỉ huy một đạo binh thủy lớn vượt biển theo cửa sông Bạch Đằng tiến vào xâm lược chúng ta. Tháng 10 năm 938, các chính quyền của giặc hùng hổ vượt biển tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Tại đây, Ngô Quyền đã cho bày sẵn một trận địa chọc dưới lòng sông. Dương Tam Kha được giao chỉ huy một đạo quân đóng quân cả ngàn. Ngô Thiếu Ngập và Đỗ Cảnh Đạt chỉ huy một đạo quân bên hữu sông Bạch Đằng. Ngô Quyền chỉ huy một đạo quân, chỉ huy ba đạo quân thủy bộ đổ ra đánh. Quân Nam Hán không còn lối thoát, phía trước bị chặn đứng các đường các hàng cọc, phía sau là và hai bên bờ sông là quân ta tấn công dữ dội. Cả đoàn chiến thuyền của giặc trong một thời gian ngắn giao chiến đã tan tành, hàng vạn quân giặc bị tiêu diệt. Chủ tướng Hoàng Thao bị Dương Tam Kha giết chết tại trận. Năm 939, sau khi đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ chế độ tiết độ sứ, cho đóng đô ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, mở đầu thời kỳ độc lập tự chủ của dân tộc. Từ đó, Dương Tam Kha hết lòng giúp Ngô Quyền lập nghiệp. Với công lao của ông, hiện nay tại đền thờ Quốc Công đối ca ngợi: Đằng thủy chiến thanh hàn bắc ló, đường lâm vương hiệp sáng năm rao. Có nghĩa là trận đánh sông Bạch Đằng, giặc bắc phương lạnh gáy, tù tá đường lâm cõi nam giao nghiệp thắng vua. Năm 944, Ngô Quyền mắc bệnh nặng qua đời. Trước khi mất, ông có dặn lại Dương Tam Kha giúp đỡ các quân trông coi cả nước, nhưng Dương Tam Kha đã
từ Sơn Vương lấy hiệu là Bình Vương để trị vì đất nước. Trong bối cảnh lịch sử thực tại, trong nước hào chỉ nhiều vùng có mầm mống tranh giành các thứ, không thuộc vào chính quyền trung ương. Bên ngoài, quân Nam Hán vẫn năm nay thôn tính nước ta, trong khi đó các quân của Ngô Quyền còn nhỏ tuổi, chưa có khả năng điều hành đất nước. Trước những diễn biến phức tạp ấy, sau khi lên ngôi, Dương Tam Kha không có hành động truy sát, nhà Ngô không có trị. Ông đã trị vì đất nước được 6 năm từ 944 đến 950. Năm 950, Bình Vương Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn đi đánh hai thôn Đường và thôn Nguyễn ở Thái Bình. Ngô Xương Văn quay trở về đánh úp Dương Tam Kha lấy lại ngôi, xưng là Nam Tấn Vương. Xét thấy Dương Tam Kha là một trong những dũng tướng phụ tá Ngô Quyền lên ngôi, đối với mình lại có nhiều tình nghĩa phụ nên Nam Tấn Vương chỉ giáng xuống làm Trương Dương Công và ban cho Bổng Lộc một vùng đất ở phía nam thành Cổ Loa. Tại đây, Dương Tam Kha đã dày công cải tạo vùng đất hoang hóa thành vùng quê sầm uất rộng lớn, đặt tên là Trương Dương, nay là xã Trương Dương, Thường Tín, Hà Tây. Nhân dân nơi đây đã lập đền thờ Suy Tôn Ông thành hoàng làng. Trong đền thờ còn lưu giữ một cuốn thần phả và hơn 300 đạo sắc của các triều đại phong kiến. Hầu hết các đạo sắc này đều ghi tên là Bột Hải Đại Vương. Sau khi đã thác danh cho Nguyễn Dĩ An cai quản vùng đất Trương Dương, ngày 29 tháng 2 năm Quý Hợi, tức là 953, Dương Tam Kha đưa con cháu rời về phía nam để tiếp tục khai phá những vùng đất mới. Ông đã dừng chân ở Giao Thủy. Tại đây, Dương Tam Kha đổi tên là Dương Tùng Khê, chiêu tập nhân dân, cải tạo các bãi đất hoang hóa sình lầy, lau lắc ôm tùm thành những cánh đồng trù phú. Ông dạy dân làm thủy lợi, khơi thông sông ngoài, đắp đê chống lụt. Nhờ vậy, mùa màng liên tiếp bội thu, xóm làng ngày càng sầm uất đông vui. Dương Tam Kha đã đặt tên làng mới là ấp Tùng Khê, gồm Nam Trang, Tùng Khê, Trúc Khê, Lệ Khê, Lò Khê và Nga Khê. 500 trang ấp thuộc Tùng Khê này vốn đều là đất xưa của vùng Cổ Lẻ. Công lao khai khẩn tạo lập vùng đất Cổ Lẻ của Bình Vương Dương Tam Kha đã được các nhà khoa học, sĩ phu đương thời ghi nhận nhắc tới trong tập Thiên Gia Thi Bình Tuyển, hiện đang lưu giữ tại Thư viện Nghiên cứu Hán Ôm. Cùng với truyền thuyết của nhân dân địa phương đã nói lên mối quan hệ mật thiết của ông với quê hương Cổ Lẻ. Do bị giặc truy kết nên ông lại tiếp tục di chuyển về Ái Châu, Thanh Hóa, xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ để phải. Ông đã di chuyển về căn cứ Lỗ Mo Cu thuộc xã Cứu Chân, Thiệu Hóa, ngày nay là thôn Thay Đạt, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. Vì nơi đây là vành đai phòng thủ có nhiều thuận lợi, Lỗ Mo Cu vừa là nơi đóng quân, xây dựng lực lượng, vừa là nơi tổ chức sản xuất lương thực nuôi quân. Dấu tích địa giới ở đây có các tên gọi: Đồng Kho là nơi để kho lương, Đồng Bến là bến thuyền của thủy quân, Đồng Cầu là nơi quân binh trấn giữ cầu qua sông Mạo Khê, Đồng Yên là nơi tập trung chăn nuôi để cung cấp lương thực cho quân lính, Đồng Trại là nơi đại quân đóng giữ. Ngoài ra, trong vành đai quân sự này còn có cất giữ nhiều các loại cổ vật mà nhân dân đào thấy như trống đồng, gươm, giáo, bát, lọ, tiền đồng. Khu vành đai quân sự của Dương Tam Kha giao cho quân trai út là Dương Quý Khách. Ông Dương Quý Khách qua đời, mộ trí để tại Cồn Ta Si mà nhân dân gọi là mộ ông cố tổ. Dương Mỹ Tố là cánh vệ úy phục vụ chốt đại đạo quân Lê Hoàn và Thái hậu Dương Văn Nga. Theo truyền thuyết, cồn nghè cũ bao lăng lũy trên một cồn rất to và không có sói mòn, đó chính là mộ trí Dương Bình Vương Dương Tam Kha. Ông mất ngày 15 tháng 1 năm 981 tại Mau Giáp, Thành Đạt ngày nay. Do ý thức trách nhiệm của người dân còn thiếu sót, đã lấy đất nung gạch làm hư hỏng biến dạng đi thành quách. Phía đông thành quách là ruộng canh tác, phía bắc thành quách là cách cồn nghè cũ 20m và cách 70m là miếu thờ Văn Chỉ, thờ Quan Văn. Cách tiếp 80m là làng Phú Lai có miếu thờ Võ Chỉ, thờ ông Quan Võ. Phía tây cách 120m là Mau Mạo Kê, phía đông giáp làng Thành Đạt. Hiện tại người dân đang ở trên khu lăng mộ.
với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Và để nhớ công lao của ông, con cháu dòng họ Dương thành đạt cũng như họ Dương toàn quốc và nhân dân đã xây dựng và tôn tạo đền thờ Bình Vương Dương Tam Ca tại nơi đây. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, tôi đã thay mặt cho ban tổ chức đã đọc xong tóm tắt tiểu sử về đền thờ Bình Vương Dương Tam Ca, và cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu và kính chúc toàn thể nhân dân trong buổi lễ ngày hôm nay lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt. Chúc cho buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Duy Sơn, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Thiệu Hóa, lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận đền thờ Bình Vương Dương Tam Ca là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và điều hành lễ trao bằng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, tôi xin được phép công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 14 tháng 9 năm 2012, quyết định số 2996, quyết định Ủy ban nhân dân quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa, căn cứ nghị định số 98 ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa, xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại công văn số 1504 ngày 31 tháng 8 năm 2012 về việc xếp hạng di tích lịch sử danh lam thắng cảnh đợt 1 năm 2012, quyết định điều 1 ngay xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cho đền thờ Bình Vương Dương Tam Ca tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điều 2, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ. Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Long nơi có di tích thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử đã được xếp hạng di tích theo luật đã được ban hành. Điều 3, quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, thủ trưởng các ngành, cơ quan, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định đã ký ngày 14 tháng 9 năm 2012, ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch đã ký Vương Quang Việt. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Xuân Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lên trao bằng, và trân trọng kính mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Long, đại diện ban trị sự chi nhánh dòng họ Dương tại làng Thành Đạt lên để nhận bằng. Xin trân trọng kính mời. Trong ban thường vụ huyện ủy, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các vị trong ban đại diện dòng họ Dương Việt Nam, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay tôi và các đại biểu hết sức vui mừng phấn khởi về dự lễ đón nhận bằng công nhận di tích cấp tỉnh đền thờ Bình Vương Dương Tam Ca tại xã Thiệu Long. Trong không khí phấn khởi của nhân dân, cán bộ địa phương và con cháu dòng họ Dương, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các vị trong ban đại diện dòng họ Dương Việt Nam cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị đại biểu, trong những năm qua, thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, tạo động lực mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt
là các di tích lịch sử văn hóa cách mạng được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm, được nhân dân hưởng ứng ủng hộ, thể hiện truyền thống tốt đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn đến các bậc tiền nhân của các thế hệ con cháu. Bình Vương Dương Tam Kha, ông là một vị tướng tài của Ngô Quyền, người có công lớn trong trận chiến quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Sau khi Ngô Quyền mất, ông lên làm vua trị vì được 6 năm, từ năm 1000, dựng nước và giữ nước. Cách đây hơn 1.000 năm, tại mảnh đất này, nơi đây, làng Thành Đạt, xã Thiểu Long, mà tiền thân là làng Lỗ Mau, để tránh sự truy quét của các thế lực thù địch, tướng Dương Tam Kha đã tụ họp nghĩa quân về đây để rèn binh, xây dựng lực lượng phòng thủ lâu dài. Với ý nghĩa như vậy, để tưởng nhớ đến công ơn của ông, con cháu trong dòng Hòa Dương và nhân dân làng Thành Đạt, Thiểu Long đã đóng góp nhiều công sức xây dựng đền thờ. Để ngày hôm nay được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, từ xã đến tỉnh, đền thờ của ông được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là điều kiện để dòng Hòa Dương, làng Thành Đạt cùng dòng Hòa Dương Việt Nam cũng như nhân dân các địa phương tiếp tục giáo dục truyền thống lịch sử của một con người, một danh nhân tiêu biểu của một dòng họ tiêu biểu cho các thế hệ con cháu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa tín ngưỡng lành mạnh trong dịp lễ Tết, quan tâm đầu tư tôn tạo di tích lịch sử văn hóa của địa phương nhằm thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Kính thưa các quý vị đại biểu, để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử văn hóa, tôi đề nghị chính quyền và nhân dân địa phương dòng Hòa Dương cần quan tâm một số nhiệm vụ sau đây. Một là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về luật di sản văn hóa ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2001. Nghị định 92 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa, quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ban hành theo quyết định số 05 của Bộ Văn hóa Thông tin. Để thực hiện trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn. Hai là tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích, quản lý lễ hội và phát huy giá trị di tích danh thắng, xây dựng và ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy tác dụng của di tích, xây dựng và ban hành nội quy hướng dẫn nghi thức, nghi lễ tại di tích phù hợp với quy định chung và không trái với phong tục tập quán tín ngưỡng do pháp luật quy định, ngăn chặn tình trạng vi phạm lấn chiếm cơi nới đất, xâm hại cảnh quan môi trường trong khu vực, khoanh vùng bảo vệ di tích, tăng cường công tác bảo vệ không để mất các hiện vật di vật trong di tích, không được tùy tiện tô vẽ, đặc biệt rước đồ thờ vào di tích, không để xảy ra tình trạng hành nghề mê tín dị đoan tại di tích. Ba là ban quản lý di tích của xã Dòng Hòa Dương nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ giữ gìn di tích của đơn vị Dòng Hòa, báo cáo kịp thời các tình huống hư hỏng di tích đối với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn sự xung cấp của di tích. Cuối cùng, một lần nữa thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính chúc dòng họ Dương Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời luật sư Dương Xuân Thìn, Phó Chủ tịch Hội đồng Dòng tộc, Tổng Thư ký Ban Liên lạc Họ Dương Việt Nam lên điều hành lễ trao cờ thần của Hội đồng Dòng tộc Họ Dương. Xin trân trọng kính mời ông. Đề nghị đội cờ vào vị trí. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí trưởng ban di tích lịch sử văn hóa
Bình Vương Dương Tam Kha và ông trưởng ban liên lạc Hồ Dương, xã Triệu Long lên vị trí đại diện. Triệu Dương, huyện Triệu Hóa, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, xã Triệu Long cùng toàn thể các đồng chí, các vị đại biểu, khách quý của họ Dương cả nước, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay Hội đồng dòng tộc họ Dương toàn quốc rất phấn khởi được đón dự lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa Bình Vương Dương Tam Kha. Với niềm vinh dự đó, Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam quyết định trao cờ thần của Hội đồng dòng tộc họ Dương cho di tích lịch sử. Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam số 43/2012 quyết nghị của Hội đồng dòng tộc Hà Nội ngày 15/11/2012. Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam căn cứ vào quy chế hoạt động của Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam, căn cứ nghị quyết kỳ họp Hội đồng dòng tộc họ Dương toàn quốc lần thứ 5 ngày 26/6/2010 tại Hà Nội, căn cứ nghị quyết ban thường trực và hội đồng thi đua của dòng tộc họp ngày 15/11, xét đề nghị của văn phòng thường trực hội đồng dòng tộc họ Dương toàn quốc quyết nghị điều 1 tặng cờ thần dòng tộc họ Dương Việt Nam cho khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha tại thôn Thành Đạt, xã Thiếu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điều 2 kinh phí trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam. Điều 3 văn phòng Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam, ban quản lý di tích lịch sử đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha tại thôn Thành Đạt, xã Thiếu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyết nghị này. Thay mặt Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Đại tá Dương Thanh Xuân đã ký. Cụ Dương Văn Thiều, cố vấn Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam lên trao cờ thần. Thời gian gần 1.000 năm Bắc thuộc có nhiều anh hùng cái hào kiệt một lòng yêu nước, hộ quốc tế dân, phấn đấu hy sinh gây dựng nền độc lập tự chủ. Ở thế kỷ thứ 10 có Bình Vương Dương Tam Kha là con, đồng thời là một vị tướng có tài thao lược của anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ. Năm 1931 cùng các anh hùng hào kiệt dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ kéo quân từ châu Ái ra giải phóng thành Đại La, giết tướng Trần Bảo, chết tại trận. Năm 1938, trong trận Bạch Đằng Giang, do Ngô Quyền lãnh đạo, ông đã lập công lớn, chém đầu tướng Hán Hoàng Thao. Năm 1944, Ngô Vương mất, thực hiện di chúc của Ngô Vương. Ông giúp các con Ngô Quyền cai quản đất nước. Gặp lúc triều chính xảy ra biến loạn, các con Ngô Vương chưa đủ uy quyền. Trước bối cảnh đó, Dương Tam Kha tự đứng lên xưng là Bình Vương, đảm trách vận mệnh cai trị đất nước 6 năm dân an nước thịnh. Đầu năm 1950, Ngô Vương Ngô Xương Văn giành lại ngôi vương, ban cho ông tước vị Trương Dương Công cai quản vùng đất
Trương Dương Cổ Lễ, sau về Cổ Lễ Nam Định, Dương Tam Kha đã vận động nhân dân đắp đê khai hoang lập ấp, phát triển kinh tế, biến nơi này thành vùng đất địa linh nhân kiệt, dân thuần tục hậu. Năm 1980, ông cùng 5 người con trai trở về Thanh Hóa, và ông mất tại Thiểu Long, Thanh Hóa năm Canh Thìn. Ông đã được các vương triều sau này tôn vinh là Bột Hải Đại Vương, tối đẳng linh thần, và có nhiều sắc phong với 54 mỹ tự. Ông trở thành nhân vật quan trọng của thế kỷ thứ 10 trong lịch sử vô cùng vẻ vang của dân tộc. Nhân dân đánh giá cao công lao của ông, đóng góp cho đất nước, cho nhân dân. Để tỏ lòng biết ơn ông, nhiều nơi đã xây dựng đền thờ ông ở Trương Dương, Hà Nội, ở Cổ Lễ, Nam Định đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, và ở Thiệu Dương, Thanh Hóa đã có đền thờ và lăng miếu của ông được xây dựng trước đây bị phá hủy từ những ngày đầu chiến tranh chống Pháp, nay đã được Hội Dương xã Thiệu Long xây dựng lại nhà thờ, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định cấp hạng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha là một trong 15 di tích lịch sử văn hóa của Hội Dương trong cả nước được công nhận là di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân và Hội Dương xã Thiệu Long tổ chức đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa một cách trọng thể là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân và dòng tộc Hội Dương, được nhân dân và dòng tộc Hội Dương trong nước về dự và dân hương. Cầu xin Ngài phù hộ cho nước nhà trường tồn, hưng thịnh, quốc thái dân an, cho con cháu Hòa Dương nguyện phát huy truyền thống của các bậc tiền bối tổ tiên, là đời đời kế nghiệp đền ơn nước, kiếp kiếp đồng tâm đáp nghĩa nhà. Thay mặt Hội đồng Dòng tộc Hòa Dương Việt Nam, xin cảm ơn lãnh đạo chính quyền các cấp đã và nhân cái chính quyền các cấp đã quyết định và tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử của được trọng thể. Cảm ơn nhân dân địa phương và con cháu Hòa Dương trong cả nước về dự đông đủ. Mong được các cấp và nhân dân cùng con cháu Hòa Dương cùng nhau gìn giữ, bảo vệ, tôn tạo di tích ngày càng khang trang, là nơi giáo dục truyền thống, sinh hoạt tâm linh và cảnh quan du lịch. Xin kính chúc các vị đại biểu, nhân dân và Hội Dương Việt Nam mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Bé, cán bộ văn phòng thống kê, lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã về việc thành lập Ban Quản lý Di tích Đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Toàn thể bà con nhân dân, thưa lệnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Long, tôi xin công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Di tích Đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Long quyết định số 218 QĐUBND Thiệu Long ngày 31 tháng 10 năm 2012 quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha xã Thiệu Long. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Long căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật di sản văn hóa năm 2011 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa năm 2009, căn cứ quyết định số 05 QĐ BVHTD ngày 6 tháng 2 năm 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, về ban hành quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa Giang Lâm Thắng Cảnh, căn cứ vào chỉ thị số 09 CTUBND ngày 7 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác quản lý bảo vệ di tích lịch sử văn hóa Giang Lâm Thắng Cảnh trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào quyết định số 2996 QĐUBND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha xã Thiệu Long.
xét đề nghị của ông văn phòng cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân xã, cán bộ văn hóa xã quyết định điều 1 thành lập ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha xã Thiệu Long gồm các bà có tên sau: 1 ông Trịnh Văn Tuấn, chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã là trưởng ban; 2 ông Dương Minh Hồng, trưởng thôn Thanh Đạt làm phó ban; 3 là ông Dương Văn Sâm, đại diện cho dòng họ Dương ở thôn Thanh Đạt là phó trưởng ban; 4 là ông Trịnh Kim Thành, chủ tịch mặt trận tổ quốc và thành viên; 5 là ông Lê Văn Hai, cán bộ văn hóa là thành viên; 9 là ông Ngô Văn Sơn, chỉ huy trưởng quân sự xã là thành viên. Ban quản lý có nhiệm vụ ban hành quy chế hoạt động của ban quản lý di tích, nội quy quản lý, bảo vệ và khai thác phát huy giá trị văn hóa của khu di tích lịch sử đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha theo quy định của nhà nước và của quy định của ủy ban nhân tỉnh, tổ chức bảo quản, tu bổ, tôn tạo khu di tích, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư nâng cấp và bảo vệ khu di tích, hướng dẫn các nghi thức nghi lễ tại khu di tích phù hợp với quy định của pháp luật, cùng với nhân dân thôn Thanh Đạt tổ chức các lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa văn nghệ, tham quan du lịch, các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân theo quy định của pháp luật và quy định của ủy ban nhân tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi khu di tích, tổ chức tọa đàm, hội thảo, sưu tầm, nghiên cứu, tuyên truyền và phát huy giá trị văn hóa của khu di tích, tổ chức các hoạt động du lịch và các hoạt động dịch vụ tại khu di tích phù hợp với điều kiện hiện có, thực hiện tốt công tác bảo vệ vệ sinh môi trường tại khu di tích, tổ chức bảo vệ không để xảy ra mất các hiện vật, di vật trong khu di tích, không tô vẽ tạc tượng, đặt đồ thờ mới không đúng nơi quy định trong khu di tích, lập biên bản đề nghị chính quyền xử lý đối với những hành vi vi phạm trong khu di tích. Điều 2, kinh phí hoạt động của ban quản lý di tích được trích từ nguồn phát triển sự nghiệp văn hóa hàng năm và một phần tiền thu được từ hoạt động của khu di tích. Điều 3, các cán bộ văn phòng ủy ban nhân xã, các bộ phận có liên quan và các bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân xã đã ký Nguyễn Ngọc Tình, xin ơi. Phó chủ tịch ủy ban xã, trưởng ban quản lý di tích lên nhận quyết định. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Tình, chủ tịch ủy ban nhân xã lên trao quyết định trưởng ban quản lý. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, Bình Vương Dương Tam Kha là một vị anh hùng của dân tộc, đã quốc công góp sức cùng cha Dương Đình Nghệ giành lại quyền tự chủ cho đất nước và cùng Ngô Quyền làm nên chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, đi vào lịch sử chói lọi của dân tộc, quét sạch quân Nam Hán ra khỏi bờ cõi nước ta, xây dựng nền độc lập tự chủ cho dân tộc. Trong không khí trang nghiêm và niềm tự hào hôm nay của nhân dân xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, cũng như con cháu họ Dương Thành Đạt và họ Dương toàn quốc, chúng ta long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Bình Vương Dương Tam Kha, nhằm phát huy và giữ gìn di tích lịch sử đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước chính quyền các cấp, trước nhân dân. Ban quản lý di tích xã Thiệu Long quyết tâm thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng đúng theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn nhà nước cấp trên theo quy định của luật di sản, thực hiện tốt quyết định số 2996 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 14/9/2012, sử dụng kinh phí công đức và các nguồn tài trợ đúng mục đích, công khai, dân chủ để giữ gìn và phát huy có hiệu quả di tích đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha. Đề nghị cần có sự đồng hoàn góp sức tinh thần trách nhiệm của con cháu họ Dương Thành Đạt và nhân dân trong việc bảo tồn di tích, giữ gìn khuôn viên, nhà cửa, đền thờ, không làm hư hại đến tài sản vật chất, không làm mất đi giá trị của di tích. Ngoài ra, chúng ta còn có trách nhiệm giữ gìn các cổ vật hiện còn đang trong lòng đất, không đào bới làm mất đi các cổ vật để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của nhà nước. Ban quản lý kêu gọi nhân dân hiện còn lưu giữ các hiện vật hãy hiến tặng lại để đưa vào trưng bày cho khu di tích. Trên cơ sở nguyên tắc của công tác quản lý về việc trùng tu tôn tạo di tích, đảm bảo theo hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp trên không tự ý làm mất đi tính giá trị lịch sử văn hóa của di tích, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tôn tạo với môi trường xanh sạch đẹp gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trong công tác quản lý và sử dụng, thực hiện các hoạt động lễ hội, các hoạt
động tín ngưỡng trong đền thờ thể hiện lòng tôn kính, trang nghiêm, phát huy giá trị văn hóa tâm linh, bản sắc của dân tộc, không làm ảnh hưởng đến tinh thần đời sống văn hóa của nhân dân. Đề nghị với các cơ quan nhà nước các cấp quan tâm đầu tư, trùng tu, tôn tạo cho di tích ngang tầm với công lao của Bình Vương Dương Tam Kha. Đề nghị với con cháu họ Dương toàn quốc và nhân dân trong vùng hãy cùng chung sức với ban quản lý để bảo tồn, giữ gìn, trùng tu, tôn tạo di tích bền đẹp đúng với ý nghĩa lịch sử của đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần nhớ về cội nguồn của nhân dân. Cuối cùng xin thay mặt cho ban quản lý xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể buổi lễ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng quốc kính thưa ông trưởng ban liên lạc Hòa Dương với quý vị nhỏ, kính thưa tất cả các chi Hòa Dương toàn quốc và tất cả con em Hòa Dương và toàn thể nhân dân, thay mặt chi Hòa Dương thôn Thành Đạt xã Thiệu Long huyện Thiệu Hóa, tôi xin chân thành cảm ơn các đại biểu cùng quý khách con em Hòa Dương toàn quốc và toàn thể nhân dân đã bớt chút thời vàng ngọc có mặt hôm nay để dự buổi lễ đón nhận di tích lịch sử đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân, cách đây trên 1.000 năm lịch sử xứ Thanh có vị anh hùng dân tộc Dương Tam Kha cùng với cha là Tiết Độ Sứ Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đánh giặc Nam Hán ngoại xâm trên đất nước trên sông Bạch Đằng và trực tiếp chặt đầu tiên tướng giặc Hoàng Thao, kéo quân ra thành Đại La tiêu diệt gian thần Kiều Công Tiễn, đánh đuổi giặc Nam Hán ra khỏi đất nước. Trong thâm đau trị vì từ 945 đến 950, ngài đã có nhiều công lao về việc xây dựng đất nước. Nhưng theo quan điểm lúc bây giờ, các chư thần phong kiến nhìn nhận đánh giá không đúng, không khách quan, không công tâm, nên công lao của ngài chưa được tôn vinh. Nguyện vọng đời đời muôn đời của nhân dân của quân em Hòa Dương toàn quốc và nhân dân và những người dân yêu nước, đặc biệt là chi quân em của chi Hòa Dương thôn Thành Đạt xã Thiệu Long muốn đòi lại công bằng để ngài được trả lại chi vai đúng vai trò của ngài. Đến nay công lao của đại biểu của nhân dân Thanh Hóa công nhận xếp di tích văn hóa đền thờ cấp tỉnh, đây là một điều vô cùng vinh dự cho con cháu Hòa Dương thôn Thành Đạt xã Thiệu Long, tuy nhiên và quân em Hòa Dương toàn quốc và toàn thể nhân dân những người yêu nước nói chung có được vinh dự này. Trước tiên cơ sở chữ văn hóa công ty du lịch Thanh Hóa, ủy ban nhân dân các cấp và quan văn hóa nội hóa có sự nỗ lực quyết tâm tâm huyết tìm tòi tư liệu và tài liệu và có tinh thần trách nhiệm cao lập hồ sơ văn bản các bộ cao tuổi quân em Hòa Dương cho tỉnh đảo xã Thiệu Long có nhiều đóng góp giải pháp nguồn lực của ban liên lạc Hòa Dương tỉnh Thanh Hóa và ban liên lạc Hòa Dương toàn quốc trong đó có ông Nguyễn Văn Thiều, ông Nguyễn Văn Vân, trưởng ban liên lạc Hòa Dương toàn quốc và ông Dương, ông Nguyễn Văn Ninh đã tổ chức nhiều cuộc tài trợ cho việc xây dựng lăng mộ đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha. Sự ủng hộ tích cực của ban của bà con dân tộc Hòa Dương trong quá trình xây dựng, tôn tạo, bảo quản đền thờ mộ trí của ngài ở thôn Thành Đạt xã Thiệu Long. Kính thưa các đại biểu, kính thưa quý khách, chi Hòa Dương thôn Thành Đạt xã Thiệu Long còn nghèo, chủ yếu sống vào nghề nông, đất đai bạc biển. Việc xây dựng tôn tạo đền thờ lăng mộ của Bình Vương Dương Tam Kha đến nay mới chỉ là bước đầu. Để xây dựng đền thờ lăng mộ của ngài khang trang xứng đáng với vị thế công lao của ngài là khó khăn. Trên diễn đàn này tôi thay mặt chi Hòa Dương thôn Thành Đạt xã Thiệu Long xin kêu gọi
Ủy ban Nhân dân và chính quyền các cấp, quân cháu Hải Dương và các nhà hảo tâm, các doanh nhân trong toàn quốc với tấm lòng thành ủng hộ kinh phí để tôn tạo xây dựng đền thờ lăng mộ ngài tốt đẹp hơn. Hai là đề nghị Ban Liên lạc Hải Dương, Sở Văn hóa và các cấp chính quyền, các học giả, các nhà sử học tiếp tục nghiên cứu đề xuất với nhà nước để công nhận ngài được cấp di tích lịch sử cấp nhà nước với xứng đáng tầm vóc của ngài, và đề nghị nhà nước khi tên các đường phố của ngài trên thủ đô và các địa phương. Kính thưa các đại biểu, các quý khách, trong buổi lễ này đón tiếp hôm nay, vì cơ sở chật hẹp, kinh nghiệm tổ chức chưa có nên chúng tôi còn nhiều thiếu sót. Mong các đại biểu cùng quý khách lượng thứ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, các học giả, các nhà sử học, các ban liên lạc Hải Dương và các chi hội Dương toàn quốc và toàn thể các đại biểu. Cảm ơn báo Thanh Hóa, cảm ơn đài truyền hình Thanh Hóa và tất cả quý khách và nhân dân đã có mặt buổi lễ hôm nay, và mong được tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Một lần nữa tôi xin kính chúc đại biểu và các quý khách lời chào thân mật nhất, chúc quý khách khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều khó khăn, may mắn, thành công lớn trong công tác học tập và công tác. Xin cảm ơn. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Long lên bế mạc và tuyên bố đưa bằng vào đặt tại nơi trang nghiêm của nhà thờ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đúng. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, sau một thời gian chuẩn bị buổi lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đền bờ thờ Bình Vương Dương Tam Kha của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Xin chân thành cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức, các bộ phận phục vụ, các lực lượng có liên quan, đại diện dòng tộc Họ Dương Việt Nam, chi nhánh dòng tộc Họ Dương thôn Thạch Đạt, các doanh nhân là con em Họ Dương Việt Nam đã đóng góp ý kiến, góp ý vào nội dung chương trình buổi lễ và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức buổi lễ thành công tốt đẹp. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức buổi lễ, do điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương nên sẽ không tránh được những thiếu sót. Xin kính mong các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân chúng ta hết sức thông cảm. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc buổi lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ban quản lý di tích dòng tộc Họ Dương Việt Nam và dòng tộc Họ Dương chi nhánh thôn Thành Đạt chúng ta rước bằng vào trong đền thờ để chúng ta thực hiện cái bước tế lễ theo cái nội dung mà đã được thống nhất.
Trước tượng
đọc chúc vị, đọc chúc vị. Về cứu tôn thờ làng xưa quê cũ,
hầu thể muôn dân kết đồng hành tình, sắm về dân dịch đặt lễ lương tăng, hầu thể muôn đời cháu con hương hòa, một lần cũng tin tự xây công đức của người miễn gian cầu nguyện đời đời ấm no. Trước đền thờ tiên tổ, trước vĩ nhân trời đất nước nam, từ sâu thẳm đáy lòng chúng con xin nguyện nối lên cầu tóc thân ái cộng đồng, phát huy truyền thống với những người nước đạo đức kỷ cương, hiểu về kỷ cương kỷ học kỷ tài để hòa hương thị thực đa tài, con cháu học hổ cha mở óc suy tư cùng dòng hòa và nhân dân bền gan gắn khô. Cho dù đông tây nam bắc, dù bản nghệ công nông sĩ vương, đường vinh danh đà viết là thành, được hoa cử trả thi là thành giám tin, tiên tổ ấm đức rộng lòng tế độ, khí thiên phù hộ chúng con xin ghi lòng là nhớ, giữ gìn dòng họ đầm ấm yêu thương, nghĩa tình tròn vẹn đức sáng của tổ tông như việt việt quá minh vạn thế, nghiệp lớn của tổ tông sơn hà cường thịnh muôn thu, nguyện vọng ánh đức cứu chiếu lồng lồng, kính cẩn lòng thành thật tốt ghi tâm, tận hữu chung vì nước vì dân, chọn đạo nghĩa với đời với họ, mong tổ tiên từ bỏ linh thiêng giúp chúng con trên đường hành lộ ngày hôm. Chúng con xin nguyện vâng lời Bác Hồ dạy, nghĩa chất quý kiến xã hội văn minh, quốc gia cường thịnh, cờ Việt Nam tỏa sáng năm châu, dòng họa hương danh thơm muôn thờ. Chúng con cùng nhau trước bàn thờ tiên tổ, đấng luôn hoa lễ bái lòng thành, đại lễ mượn mong thánh tổ cùng với thánh chi, vương thần kế hậu, vương tử vương tế vương tôn, chính minh thần tướng lục vị tôn thần ngôi trời đã định, đồng lai phục người những gian tâm thành, những thêm phù hộ lớp lớp cháu con hoàng hương đại tộc, tỏa sáng ngàn năm thành đạt đất tổ đàng hộ quán linh, chính quyền vững mạnh dân trí nâng cao, nhân lực dồi dào nhân tài rạng rỡ, ao quán muôn thờ nước mạnh giàu muôn vàng thành chính, đội đức anh kính thiên thổ công thổ địa yên đồng lai chứng đăng thần cao.
ông